Kính thưa Hội Thánh, trong niềm vui và tràn đầy niềm hy vọng nơi Chúa Cứu Thế Giêsu đấng đã phục sinh, cho nên trong những ngày đầu tiên của lễ kỷ niệm Chúa phục sinh, thì trong thế giới của những tín hữu nói tiếng Hy Lạp, mỗi khi gặp nhau, họ reo vui và chào nhau như thế này: Christos Anesti, có nghĩa là Đấng Christ đã sống lại. Và câu chào đáp lại là Alitos Anesti, có nghĩa là Ngài đã sống lại thật rồi. Cảm ơn Chúa, Chúa đã chết vì cớ tội của chúng ta. Và Chúa Giêsu, Ngài đã khải hoàn phục sinh, Ngài đã sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Sáng hôm nay, tôi muốn quý ông bà anh chị em con dân yêu dấu của Chúa, trong niềm vui của đại lễ kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giêsu phục sinh năm 2022 này, với tràn đầy niềm hy vọng nơi đấng sống, chúng ta hãy chào nhau như thế. Tôi xin nói, Đấng Christ đã sống lại, thì quý ông bà anh chị em con dân yêu dấu của Chúa, chúng ta sẽ đáp lại một cách mạnh mẽ: Ngài đã sống lại thật rồi. Và chúng ta sẽ chào nhau như thế 3 lần: Đấng Christ đã sống lại, Đấng Christ đã sống lại, Đấng Christ đã sống lại. Thật, Chúa Cứu Thế Giêsu yêu dấu của chúng ta đã chết vì tội của chúng ta, và Ngài cũng đã sống lại và sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Bởi sự chết và sự sống lại của Ngài đem cho chúng ta một niềm hy vọng, phước hạnh vô biên, để chúng ta có thể vui sống, bình an, thỏa vui trong ơn lành của Ngài giữa cõi trần thế đầy đau buồn này. Kính thưa Hội Thánh, sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu là trọng tâm của Cơ Đốc giáo và cũng là trọng tâm của đời sống Cơ Đốc nhân. Mọi thứ sẽ trở nên vô vọng nếu không có sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu đem lại cho chúng ta niềm hy vọng tràn đầy sức sống, để chúng ta có thể sống trung tín, bình an, phước hạnh trong bước đường theo Chúa của chúng ta. Đại lễ kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giêsu phục sinh năm 2022, Tổng Liên Hội đã chọn chủ đề cho Hội Thánh chung là hy vọng trong Chúa phục sinh. Và căn cứ trên lời Chúa trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, câu 1, đoạn 1, câu thứ 3, phần B: chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong kẻ sống. Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà, anh chị em qua chủ đề này: hy vọng trong Chúa phục sinh, với 3 phần chính như sau. Thứ nhất, tôi muốn nói đến tầm quan trọng của hy vọng. Và thứ hai, đó là nền tảng của hy vọng. Và thứ ba là hy vọng trong Chúa phục sinh. Bây giờ chúng ta sẽ lướt qua phần thứ nhất, nói về tầm quan trọng của hy vọng. Hy vọng là nhu cầu cấp thiết của đời sống con người của chúng ta. Con người của chúng ta, ngoài những nhu cầu về vật chất như cơm, áo, gạo, tiền cho đời sống thường ngày, thì con người của chúng ta cần có niềm hy vọng để sống. Một học sinh chịu gian khổ học tập, hy vọng trong tương lai sẽ đỗ đạt thành tài. Một vận động viên chịu khó nhọc luyện tập với hy vọng là sẽ đạt được thành tích trong tương lai. Một bệnh nhân nằm trên giường bệnh vẫn hy vọng sẽ có một ngày mình được
chữa lành để sống. Nên chấp nhận mọi tốn kém, điều trị thuốc thang, chờ ngày lành bệnh. Nếu một bệnh nhân mà không có hy vọng, thì mọi phương tiện điều trị đều trở nên vô nghĩa và không thể được lành bệnh. Một tội nhân bị giam cầm trong gian khổ, thiếu thốn trong ngục tù, hy vọng một ngày kia mình sẽ được khoan hồng để bước ra khỏi nhà tù, sống cảnh tự do. Khi cuộc đời không có hy vọng, thì con người không tha thiết với cuộc sống nữa, và những con người tuyệt vọng dễ dàng đi đến cái chết, tìm đến cái chết. Cuộc sống không hy vọng, khi lâm vào khủng hoảng và tuyệt vọng, thì con người không còn muốn sống nữa. Chúng ta biết và cũng thấy rằng có nhiều người, họ sống có đầy đủ mọi thứ ở trên trần gian này, nhưng mà rồi họ không có niềm hy vọng, và cuối cùng họ đã đi tìm cái chết vì sống trong cảnh tuyệt vọng. Và tầm quan trọng của hy vọng thứ hai mà tôi muốn nói ở đây đó là có hy vọng mới giúp con người chúng ta kiên trì để có thể đạt đến thành công trong cuộc sống. Trong tạp chí Barad có kể câu chuyện về nhà triệu phú Eugene Land. Từ hai bàn tay không, ông ta đã gây dựng nên sự nghiệp. Một ngày kia thì triệu phú Eugene Land đã được mời đến để nói chuyện với các em học sinh lớp 6 tại trường Harlem, là những người da đen. Đứng trước 59 em nhỏ, nhà triệu phú không biết mình sẽ nói gì để khích lệ các em, mà sớm muộn gì các em này sẽ bỏ học. Thậm chí ông còn không biết làm thế nào để các em nhỏ này, đa phần là người da đen, từ khu vực Puerto Rico đang ngước nhìn mình. Ông vò nát tờ giấy ghi bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, và ông quyết định sẽ nói với các em học sinh này những lời tận đáy lòng của mình, từ lòng đến lòng. Và ông đã khuyên nhủ các em như thế này: các con đừng bỏ học, hãy ráng học cho xong trung học. Và ông hứa sẽ trả toàn bộ học phí đại học cho các con. Ngay trong giây phút đó, cuộc đời của các em nhỏ hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên các em có một niềm hy vọng. Và một em học sinh trong lớp đã bày tỏ như thế này: em có một điều gì đó để hy vọng, một điều gì đó ở trong tương lai đang đón chờ em. Và đó là một cảm xúc hết sức là ngọt ngào. Và quý ông bà anh chị em biết không, kết quả là hơn 90% trong số các em đó đã tốt nghiệp trung bình. Một điều ngoài sức tưởng tượng của ban giám hiệu nếu dựa vào tỷ lệ bỏ học của các em da màu một vài năm trước đó. Vì vậy, hy vọng vô cùng quan trọng. Hy vọng là nhu cầu cấp thiết của đời sống con người. Và khi con người có hy vọng, mới giúp con người kiên trì để đạt đến thành công. Và điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ cho quý ông bà anh chị em sáng nay trong đề tài hy vọng trong Chúa Phục Sinh, đó là nền tảng của hy vọng. Đức tin hay hy vọng phải đặt đúng đối tượng. Nếu đức tin mà không đặt đúng đối tượng, dù là một cái đức tin chân thành, nó sẽ trở thành mê tín hoặc là có thể dẫn đến cuồng tín. Hy vọng cũng vậy, hy vọng phải đặt đúng đối tượng. Nếu hy vọng mà không đặt đúng đối tượng, nó sẽ trở thành ảo vọng hay là ảo tưởng, hoặc chỉ là những mơ ước ảo huyền viển vông mà thôi. Nền tảng của hy vọng của tôi và quý ông bà anh chị em
con dân của Chúa đặt hy vọng của chúng ta trên nền tảng là sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đấy là một niềm hy vọng phước hạnh vô biên, một niềm hy vọng không bao giờ tàn phai, bởi vì đức tin và hy vọng của chúng ta đặt nên một nền tảng vô cùng vững chắc là Chúa Cứu Thế Giêsu đấng đã yêu chúng ta, đã chết vì tội của chúng ta, và Ngài cũng đã khải hoàn phục sinh để đem đến sự cứu rỗi cho mỗi một người trong chúng ta. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 20 đến câu 22, sứ đồ Phao-lô đã viết cho các tín hữu tại thành phố Cô-rinh-tô như thế này: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, vả vì chưng bởi một người mà có sự chết, cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một thể ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Qua những câu kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô đã mô tả Đấng Christ phục sinh là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Khi nói đến trái đầu mùa là bắt đầu cho mùa gặt, bắt đầu cho mùa thu hoạch, và trong trường hợp này mùa gặt là sự sống lại của những người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng đã sống lại, và rồi những người nào đặt lòng tin nơi Chúa cũng sẽ được sống lại. Giáo lý về sự phục sinh của Chúa Giêsu vô cùng quan trọng. Có năm giáo lý rất là quan trọng mà mỗi con dân Chúa đều nắm vững. Thứ nhất là sự giáng sinh. Thứ hai là sự chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự để đền chuộc tội lỗi của chúng ta. Thứ ba đó là sự sống lại của Chúa Giêsu. Thứ tư là sự thăng thiên của Chúa, và thứ năm là sự tái lâm. Và giáo lý về sự sống lại vô cùng quan trọng, bởi vì nếu Chúa Giêsu Ngài không sống lại thì sự ra đời của Ngài chẳng qua là sự ra đời của một con người bình thường. Nếu Chúa Giêsu Ngài không sống lại thì sự chết của Ngài trên cây thập tự chỉ là sự chết của một người thuận đạo mà thôi. Mà nếu Chúa Giêsu không sống lại thì còn chẳng hề có sự thăng thiên. Và nếu Chúa Giêsu không sống lại thì chẳng hề có sự tái lâm. Và lời hứa về sự tái lâm của Chúa sẽ không thể thực hiện nếu Chúa chết mà Ngài không sống lại. Trong Giăng chương 14 câu 1 câu 3, đây là lời hứa rất là quý báu của Chúa Giêsu. Chúa đã hứa rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Nếu Chúa Giêsu chết không sống lại thì không bao giờ có cái sự tái lâm. Vì vậy cho nên sự sống lại của Chúa Giêsu là điều vô cùng quan trọng và là nền tảng của Cơ Đốc giáo, cũng là nền tảng của đời sống Cơ Đốc nhân, giúp cho chúng ta có thể tràn đầy niềm hy vọng. Và nền tảng của hy vọng của chúng ta, đức tin của chúng ta đặt trên sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng đã chết và sống lại. Đấng Christ đã sống lại, Ngài là suối nguồn của sự sống lại, là nền tảng niềm hy vọng của mỗi một người trong chúng ta là con dân yêu dấu của Ngài. Vì vậy cho nên là con cái của Chúa, đức tin là hy vọng của chúng ta, không đặt trên con người, không đặt trên của cải, không đặt trên tất cả những gì mà con người cảm thấy rằng và họ yêu mến nó. Nhưng mà đức tin của chúng ta đặt trên một nền tảng vô cùng vững chắc, đó là chính Chúa Cứu Thế Giêsu Đấng đã chết và sống lại.
Lời Kinh Thánh khuyên dạy chúng ta ở trong Thi Thiên 146 câu 3 và câu 5: chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy hay là hy vọng nơi Jehovah Đức Chúa Trời mình. Có những người đặt hy vọng của mình nơi chính con người hay chết, rồi những người đó chết đi, họ không thể nào có thể đáp ứng được những hy vọng mà những người trong đời nơi chính mình họ. Thưa quý ông bà anh chị em, con dân yêu dấu của Chúa, quý ông bà anh chị em đang đặt đức tin và hy vọng của chúng ta trên đối tượng nào? Quý ông bà anh chị em đặt đức tin của mình trên những giáo chủ hay chết của đời này, hay là quý ông bà anh chị em đặt đức tin của mình trên những vĩ nhân của thế giới này? Tất cả những giáo chủ trên thế giới này, họ đã sinh ra lập đạo rồi họ chết. Khổng Tử đã chết, Lão Tử đã chết, Phật Thích Ca cũng chết, Mahomet cũng chết. Họ là những con người và họ sống ở dưới tội lỗi, và cuối cùng vì cớ tội lỗi cho nên phải nếm trải sự chết. Duy chỉ có một đấng vô tội, đấng đó đến từ trời, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Ngài đã sống lại để bảo đảm cho bất cứ người nào đặt lòng tin nơi Ngài thì người đó sẽ được sống. Vì vậy cho nên chúng ta không đặt cái niềm hy vọng của chúng ta trên con người hay chết, trên những giáo chủ đã chết. Nếu chúng ta đặt niềm tin của mình, hy vọng của mình nơi con người hay chết đó, thì chúng ta cũng sẽ chết theo họ. Bởi vì chính họ không thể cứu được mình, thì làm thế nào có thể cứu rỗi chúng ta được? Duy chỉ có một đấng đã chết và đã sống lại, và sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, đấng đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi chúng ta đặt đức tin và hy vọng nơi chính mình Ngài, thì chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi. Lời Kinh Thánh trong Công Vụ chương 4 câu 12 đã chép như thế này: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được sống. Cho nên trong buổi sáng hôm nay, nếu có quý thân hữu nào tham dự chương trình đại lễ kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh của Hội Thánh chúng tôi tại đây, thì quý vị hãy đến với Chúa Giê-xu ngay hôm nay, mở lòng ra đặt đức tin nơi Ngài là đấng sống và hy vọng nơi chính mình Ngài, thì quý vị sẽ được cứu rỗi. Quý vị sẽ không bao giờ tuyệt vọng, bởi vì Ngài là đấng đã chết và sống lại, ban hy vọng tràn đầy cho bất cứ người nào đặt lòng tin nơi Ngài. Và người nào đặt lòng tin nơi Ngài, người đó sẽ được sự cứu rỗi. Điều thứ hai, nền tảng của hy vọng của chúng ta đặt trên nền tảng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Trong Thơ Roma chương thứ 15 câu thứ 4, sứ đồ Phao-lô đã viết cho các tín hữu tại thành phố Roma như thế này: vả mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta có sự trông cậy. Trong những lúc khó khăn, lời Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta ngập tràn niềm hy vọng. Khi tương lai có vẻ không chắc chắn, lời Đức Chúa Trời khiến cho lòng chúng ta ngập tràn hy vọng. Và khi chúng ta đọc Kinh Thánh, thì Kinh Thánh là nền tảng để giúp cho chúng ta có một đời sống tràn ngập niềm vui, tràn ngập niềm hy vọng. Khi chúng ta phải sống giữa một thế giới đầy bất an và tuyệt vọng, nhưng mà Thánh Kinh, lời Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta được bình an và tràn đầy niềm hy vọng để sống giữa cõi đời tối tăm trong những ngày sau rốt này, sống bình an
vui mừng, hạnh phúc bởi vì tương lai sáng lạng chờ đợi chúng ta, nơi đấng sống là chính Chúa Cứu Thế Giêsu. Điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ cho quý tôi con yêu dấu của Chúa sáng hôm nay, đó là hy vọng trong Chúa phục sinh. Khi chúng ta đặt hy vọng của mình nơi Chúa Cứu Thế Giêsu phục sinh thì chúng ta sẽ được phước gì? Có bốn điều mà tôi muốn trình bày cho quý con dân của Chúa ở đây. Thứ nhất, khi chúng ta đặt hy vọng trong Chúa phục sinh thì chúng ta sẽ được Ngài ban cho chúng ta năng lực để sống đắc thắng tội lỗi, thế gian và ma quỷ. Chính sự sống phục sinh của Chúa Giêsu ở trong chúng ta ban cho chúng ta năng lực để sống đắc thắng tội lỗi, thế gian, ma quỷ, để chúng ta có thể sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời khi sống giữa thế gian đầy cạm bẫy, đầy tội lỗi này. Sự chết của Chúa Giêsu giải phóng chúng ta ra khỏi án phạt của tội lỗi. Sự chết và sự sống lại Chúa Giêsu ban cho chúng ta có năng lực để chúng ta đắc thắng được tội lỗi, không còn ở dưới cái quyền lực của tội lỗi nữa. Và rồi chính sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu sẽ giải phóng chúng ta, hay giải thoát chúng ta ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi khi chúng ta bước vào thiên đàng ở với Chúa, nơi đó không còn có tội lỗi nữa. Cho nên là những người đặt lòng tin nơi Chúa, hy vọng trong Chúa phục sinh, thì những người đó sẽ không còn dưới án phạt của tội lỗi. Những người đó không còn dưới cái quyền lực của tội lỗi. Và trong tương lai, những người đó sẽ không còn ở trong sự hiện diện của tội lỗi nữa. Chúng ta sẽ được bước vào thiên đàng vinh hiển, nơi không còn có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, không còn có tội lỗi nữa. Chúng ta được ở với Đức Chúa Trời thánh khiết, nơi thiên đàng vinh hiển, phước hạnh vô biên mà Ngài dành cho chúng ta. Hy vọng trong Chúa phục sinh ban cho chúng ta bình an khi đối diện với cuộc sống và cái chết. Các môn đệ của Chúa khi Chúa Giêsu bị bắt và chịu đóng đinh trên cây thập tự, các môn đồ của Chúa vô cùng hoang mang, sợ hãi và thất vọng. Nhưng mà khi Chúa Giêsu Ngài sống lại, hiện ra với họ, thì họ tràn ngập bình an và tràn đầy niềm hy vọng. Họ không còn phải sợ hãi nữa. Bây giờ họ bắt đầu đi ra mà rao truyền tin mừng cứu rỗi, sự bình an và hy vọng cho những người chưa biết. Và họ sẵn sàng để tuận đạo vì cớ danh của Ngài, mà trước đó họ đã vô cùng hoang mang, sợ hãi và thất vọng. Nhưng mà bây giờ vô cùng can đảm, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống và niềm hy vọng để có thể công bố phúc âm cho những người chưa biết. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và khi chúng ta hy vọng trong Chúa phục sinh thì Chúa ban cho chúng ta sự bình an khi đối diện với cuộc sống đầy lao khổ này, đầy buồn thảm này, đầy hoạn nạn này, để chúng ta có thể vui sống bình an ở trong Chúa phục sinh. Rồi chúng ta được bình an ngay cả khi phải đối diện với sự chết. Những người vô thần không đặt đức tin mình, hy vọng của mình nơi chính Chúa sống, và khi chết họ rất là sợ hãi bởi vì họ không biết rằng sau sự chết họ sẽ về đâu. Nhưng những người đặt lòng tin nơi Chúa sống, người đó biết rằng đằng sau sự chết có sự hiện diện của Chúa sống, và họ vui mừng để trở về nhà cha. Họ bình an khi phải đối diện ngay cả sự chết của bản thân mình. Nhà truyền giáo trứ danh Moody đã nói, trong giờ phút lâm chung của ông như thế này: đây là chiến thắng của tôi, đây là ngày đăng quang, đây là ngày vinh hiển. Ông không hề sợ hãi sự chết, và ông đã reo lên rằng: đây là chiến thắng của tôi, đây là ngày đăng quang của tôi, đây là ngày vinh hiển. Và chỉ có những người đặt lòng tin
là hy vọng nơi Chúa sống mới có sự bình an như thế khi phải đối diện với sự chết. Và biết bao nhiêu người đã trải nghiệm qua điều này. Và xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em để chúng ta hy vọng trong Chúa phục sinh, để luôn sống bình an khi đối diện với cuộc sống tràn đầy sự thử thách gian khổ này, và được bình an ngay cả lúc khi chúng ta phải đối diện với sự chết. Bởi vì đằng sau sự chết có sự hiện diện của Chúa sống. Chúng ta không bao giờ tuyệt vọng, nhưng mà tràn đầy niềm vui và hy vọng. Ngày chúng ta qua đời đó là ngày chúng ta trở về nhà Cha, ngày vinh quy thiên quốc, không có gì phải sợ hãi. Bởi vì đằng sau sự chết có Chúa sống, Ngài hiện diện và Ngài ban cho chúng ta hưởng lấy sự sống đời đời trong thiên đàng vinh hiển mà Chúa ban cho những người tin thờ Ngài. Hy vọng trong Chúa sống ban cho chúng ta được sự sống lại như Chúa Giê-xu đã chết và đã sống lại. Chúa Giê-xu Ngài đã tuyên bố rằng, trong Giăng chương 11 câu 25, Chúa Giê-xu phán: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Chúa Giê-xu tuyên bố chính Ngài là sự sống lại. Nhưng mà Ngài không chỉ là sự sống lại, mà còn là sự sống. Ta là sự sống lại và sự sống. Chúa Thánh Giê-xu là nguồn sống. Ngài đã đến thế gian này để chết vì tội của chúng ta. Nhưng mà tử thần không thể cầm giữ được Ngài, vì Ngài là Chúa của sự sống. Cho nên sau 3 ngày nằm trong thạch mộ, Chúa Giê-xu đã chiến thắng tử thần, phục sinh trong vinh quang. Ngài đã sống lại và sống đời đời, như lời Chúa cho chúng ta biết: đừng sợ chi, vì ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Và Chúa Giê-xu cũng phán trong Giăng chương 14 câu 19 đã ghi lại: Còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Khi chúng ta đặt hy vọng mình trong Chúa sống thì chúng ta sẽ được sống lại. Trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm, những người chết trong Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ sống lại, mặc lấy một thân thể vinh hiển, chẳng hề chết nữa. Thân thể đó không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, thích ứng với cõi đời đời. Và những người đó sẽ sống đời đời với Chúa trong vương quốc thiên đàng vinh hiển Ngài ban cho người tin thờ Ngài. Và điều thứ tư đó là khi chúng ta đặt hy vọng của mình nơi Chúa sống thì chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp vô giá trên trời. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu thứ 4 thì sứ đồ Phi-e-rơ đã viết cho các tín hữu trong hội thánh đầu tiên, ông nói rằng là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành cho chúng ta trong các tầng trời. Rồi đây mỗi một người trong chúng ta sẽ hưởng lấy cái cơ nghiệp mà sứ đồ Phi-e-rơ đã nói: không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Bởi vì Chúa sống, Ngài chuẩn bị cho chúng ta một thiên đàng vinh hiển. Chúng ta được thừa hưởng cái cơ nghiệp, mà cái cơ nghiệp đó không hư đi, không ô uế, không suy tàn. Chúa để dành cho chúng ta ở trong các tầng trời để chúng ta được thừa hưởng. Bản dịch hiện đại đã dịch Phi-e-rơ thứ nhất câu 1, đoạn 1 câu 4 như thế này: Đức Chúa Trời dành sẵn cho con cái Ngài một cơ nghiệp vô giá trên trời, không gì có thể làm ô nhiễm, biến chất hay là mục nát. Cái cơ nghiệp ở trên trần gian này nó bị ô nhiễm, biến chất và mục nát, nhưng mà cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta đời đời ở trên trời đó không ô nhiễm, không gì có thể làm cho ô nhiễm, biến chất hay là mục nát được. Đấy là hy vọng trong Chúa phục sinh.
ước ao rằng quý con dân yêu dấu của Chúa là những người đã đặt hy vọng của mình nơi Chúa phục sinh, thì chúng ta cứ tiếp tục hy vọng nơi Chúa, vì hy vọng nơi Chúa phục sinh không bao giờ thất vọng cả. Và nếu ai trong vòng quý thân hữu chúng tôi có mặt sáng hôm nay trong ngôi thánh đường này chưa đặt hy vọng của mình nơi Chúa phục sinh, chưa đặt đức tin của mình nơi Chúa Giêsu là đối tượng của đức tin và niềm hy vọng, thì chúng tôi ước ao rằng sáng hôm nay khi người hướng dẫn mời gọi quý vị hãy đến với Ngài, tin thờ Ngài, đặt hy vọng và đức tin mình nơi Chúa Giêsu, đấng đã chết vì tội của quý vị, đã sống lại và sống đời đời. Chắc chắn quý vị sẽ tràn ngập phước hạnh và được Chúa ban cho quý vị sự sống đời đời, được làm con của Chúa, được hưởng cơ nghiệp đời đời là một cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành cho quý vị ở trong các tầng trời. Kết lại, tôi xin trích dẫn lời của sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Roma trong Roma chương 15 câu 13. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Trong bản dịch hiện đại, dịch Roma chương 15 câu 13 thế này: cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng cho anh chị em tràn ngập vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài. Nhờ đó anh chị em chứa chan hy vọng do quyền năng của Chúa Thánh Linh. Nguyện cầu xin Chúa ban phước lành cho quý ông bà anh chị em nhân đại lễ kỷ niệm Chúa Tế Giêsu phục sinh năm 2022 này. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho để ai nấy trong chúng ta luôn đặt đức tin của mình, hy vọng của mình nơi Chúa phục sinh, hay là trong Chúa phục sinh, để rồi chúng ta cứ tiếp tục hưởng phước của Chúa trên bước đường theo Chúa của chúng ta. Amen.